Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Ủa, cái con nhân vật này tôi không mang tính năng của Kla, xíu nữa tôi đổi nhân vật. Đây này, đây này anh em này, lên bảng. Sao này bắt rồi mình hay dân lắm chơi? Đúng rồi, chả có nhân dân chơi không ấy. Thế bây giờ nhá, Bắc Ninh, à, các ông có nhớ Khá Bảnh không? Thì chả dân chơi đúng không? Khá Bảnh này, Dương Minh Tuyền này, đấy, mình... xong rồi còn ai nữa? Mình ở chỗ khác Khá Bảnh nha thôi. Đâu, mình cũng, cũng ở Bắc Ninh mà. Ê, sĩ trước mặt. Bây giờ ngoài bụi cây à? Chỗ nào đây ta? Hạ luôn, gắt vậy. Thảo nào nhìn cứ sai sai kiểu gì ông ạ? Thế để mình anh cứ nắm coi. Vào đây. À tôi có rồi bạn, có rồi. Trang bị giống ấy. Nãy khá có rồi. Mà. Mình không cùng quê với Khá Bảnh nhé. Ơ Khá Bảnh ở Bắc Ninh mà phải không? Sao lại bảo là không cùng quê? Chỗ khác Bắc Ninh. Sao lại còn Lê Huấn nữa? À. Đúng không? Vâng. Tôi cũng chả biết đấy cơ. Bắc Ninh đâu. Thế đứa nào ta? Ê. À, em của Khá Bảnh là Khá Bá Ngô hay Khá gì? Phạm Tuấn. Phạm Tuấn à? À. Ủa thế hóa ra Khá Bảnh là Phạm Khá Bảnh à? Hay sao? Không không phải anh em ruột đúng không? Không biết. Mình chắc ở vậy gần à? Nhà Dương Minh Tuyền nha các bạn. Úi dồi ôi, ở gần nhà luôn. Gắt vậy. Ờ, sợ Dũng nhỉ? 4 cây, 5 cây. Cách có 4 cây luôn ca, ghê. Thế đến quán của Dương Minh Tuyền ăn nhậu chưa? Đi qua thôi chứ không có tiền vào. À đủ. Máu anh nãy 213 máu hả? Thế thì anh đang chơi cái con nhân vật Antonio hay sao ạ? Thì đó mình đổi qua Kla chơi anh em ạ. Đậu xanh. Anh chơi Antonio AL. À đậu xanh em ơi. Anh không để ý, ngày hôm nay vào cái live luôn à. Đây là Dũng này. Ok, xuống đây coi anh em. Kiếm người đấy nhỉ. Sợ Dương Minh Tuyền đánh không? Dồi ôi, chết. Đau đầu với Dũng. Chỗ này Dũng ơi, của người này. Thấy chỗ đây chưa? Này này. Ngay bên trên luôn không ạ? Dũng ơi, sao lại nhảy thế? Đừng Dũng ơi, đừng vậy. Đừng vậy Dũng ơi. Ơ hạ nó. Đang cứu nhau này. Tao đang cứu bạn nó này. Cứu xong rồi này, thôi xong team assassin này. Dũng ơi. Ông chơi thế ai chơi nữa. Tôi lên bảng rồi. Lên bảng chắc rồi ông ơi, còn đứa ở trên nữa ông ơi, Dũng ơi. Đang lên. Chạy lên trên, thôi, nó hạ tôi rồi, này. Đây này Dũng này. Đuổi nó, đang ở dưới đây. Cứu trước. Chắc nó lại xuống cứu bạn à, ok, nó xuống cứu bạn trước đây ông ạ. Nó cũng xuống cứu bạn nó này, đang nằm lê lết rồi này. Ơ nó không cứu bạn à, thấy thằng kia vẫn bò. Có, chưa cứu rồi nào. Chưa cứu luôn ông ơi. Hẳn là chưa cứu luôn. Đậu xanh này. Uầy. Thằng này nó không thèm cứu bạn luôn ạ. Chơi nhanh vậy ta. Cái này người ta gọi là người đồng đội xúc vật anh em ạ. Không cứu bạn nó luôn. Mặc dù nó xuống lâu rồi ông ạ. Mà không thể cứu bạn gì cả. Thế này tôi cũng chịu rồi. Có phải tôi không cho thời gian cứu đâu. Tôi lại thấy đồng đội nó cứ bò ông ạ. Có đạn à, tiểu đây không cho mấy viên ông ơi, mấy băng đi. 163 viên. Đấy, với đây mấy băng đi. Đấy, đang giá. Nào, quay lại. Đeo. Nhiều thứ máu quá. Đấy, bên này. Ok, friend.
À, sao bạn cho mình cái băng đạn có mười mấy viên thế này? Mà Đó bạn mình kêu cũng một trăm vừa sáu thôi mấy viên. mà. À, Dũng ơi, rẻ tiền. Mình thừa biết âm mưu của bạn. Đừng vậy nữa Dũng ạ. Ê sĩ, cho à đâu, Đừng vậy nữa Dũng đâu ơi. rồi, Bắn ghê ta. Bắn thế đấy kinh rồi, sợ rồi. Sợ luôn rồi. một thằng hướng này nhé, một thằng sau tường băng, một thằng hướng Ngay trên này, đấy hả? Ok, biết rồi. Lên theo. tường băng bên phải kìa. Kẹo nó đi lên tròi rồi ngoài. Lên tròi rồi sao chơi nữa. Hay lắm. Tường băng Trên tròi đấy không ạ? ngay trên trời. Trên tròi. Thu đầu vào trong. Tường băng cũng có này. Chạy đi mày. Chạy đi mày. Nốc rồi nhé này. Lên bả này. Ủa trên trời không có. Có. Đây này đang ngồi này. Thấy chưa ông Đâu này? rồi? Hạ luôn. Gắt vãi trưởng. Có AWM để Các làm bạn gì? này. Qua bây giờ lượm sát cho nó thôi anh em. Hello bạn. Còn nó không có mời bơi đâu bạn. Để có Tao mỗi cái nghĩ ba lô gì ba thôi. có. Đây có hai hổng sắt anh em ạ. Rồi ok. Thằng bên trên có M15. Nên là nó mới thủ trò đấy không? Xong cho Dũng ngay đi. Ê lên xe nào Dũng ơi. Lên con này anh em. Ok, thôi bạn, hai Anh đâu? kẹo bị khan giọng rồi. Tại anh ho mà anh em. Mình ho nên là hơi khan giọng xíu anh em thông cảm nhá. Thính này cho thịt người. À một đứa này. Một đứa này. Ui còn tí máu mà cũng lên động thính luôn. Đồ nó cực kỳ nghèo Sao không cậu ạ. Có không mỗi bắn khẩu đi? AN-94. Bố ra đây không? Cậu cứ im mình tính. Im ở Thôi mình đâu? bắn. Ơ cái lúc đấy Mình ông bắn nhìn AN thấy thôi. thằng bé nó ngay trước mặt mà. Không, mình không Còn nhìn gì đã ngay thấy. trước đầu xe còn gì nữa. Lái xe đi bạn. Đi bạn, đi. Dưới thấy 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 thấy. Để tôi xuống thì coi. Nó là xe mà tôi chắc ông ạ, không phải thế. Để chạy thẳng qua đây luôn. Không có ai. Chạy thử một vòng luôn các bạn ạ. Wow. Không có ai luôn. Sát thủ thì không có chơi với team bịt nha anh em. Line đã bị giật hả? Anh em kiểm tra lại coi. Mày thấy chất lượng line nó ok mà anh em. Không có giật đâu nha. Các bạn kiểm tra lại hộp kéo nhá. Tính đi, Sao có đấy? điều này. Tôi không chơi. Combo đang ổn, không cần chơi phối liệu đâu. Có gì Chính xuống đâu. thì chắc phải đợi đến 10 giờ. Nhận được cái mũ ba mới Dũng ạ. Đây nhanh Dũng ơi. Let's go luôn nào. Ôi có người này. Đây rồi các bạn ơi. Ui Ê đâm nó thân này. nó. Đậu xanh này làm sao đấy. Nó đi solo không ạ? Đâu bạn nó Thằng bé chết nó đi rồi. solo. Cậu phải Thì nói thế có thế. gì nữa. Bạn nó chết rồi, không gọi là đi solo thì là gì? Nhanh Dũng ơi, qua lên Có mời xe bên này. bơi vậy. Rốt cuộc là có không? Không liệu ạ. Phóng liệu nhiều thế, hai thứ đều có phóng liệu cả. Ghê vậy. Không lên xe được. Lên xe bạn này, ok. Con này lắc thang kìa. Có một rồi. 5 chứ 2 còn 3 thử nữa, hai tin nữa không ạ? Đúng Cứ rồi. lên nó cho nó là xong luôn, tốt 1. Cứ phải từ từ, chờ bao thu nhỏ hơn thôi. Chứ bây giờ chơi sao? Mà nó không có.
Mới có người đó hả? Anh vừa hạ cho nó rồi. Em đang xem tìm đâu ra được ba đứa còn lại nữa này. Tớ lượn qua kho quân sự coi anh em ạ. Có tính qua này nữa hả? Ồ. Chạy một vòng qua đây luôn. Thứ này, thứ gì đây? FVD. Cái xe bạn đây. Ok đây, phi xuống dưới này. Lái thì quá lụa rồi anh em ạ. Ui, thôi, còn hai đứa thôi. Chuẩn bị tim cuối rồi. 6 bạn này. Đứng ra mày chờ tí ông ơi. Bạn mấy rồi? 4 kêu. Đi nhanh hốt hai đứa cuối nữa là sau này. Dũng không đi xe à, đi bộ à? Đâu, cho bạn ăn. Tự nhiên thấy Dũng đi bộ. Tôi nghĩ là chúng nó chỗ này không ạ? Chỗ này thôi. Không có hả? Vậy thì chúng nó ở đâu ta? Mình xuống dưới coi anh em ơi. Sao mà vẫn không có được nhỉ? Đây. Không có thằng nào chạy bo ra này. Nó vào bo rồi Dũng ơi. Ở chỗ này nó mới gọt sạch cây chuối rồi ngoại. Bây giờ chẳng còn cây chuối đâu nữa. Ủa, mình có năm thì có cây chuối không còn. Có, mình thường có cây chuối, ông không để ý thôi. Bên này nó mới dọn sạch rồi. Bên này 2 thằng chuối. Bây giờ ông ơi, đây. Chỗ này ông ơi, Lâm nó. Đây mà, một đứa ở trên nữa ông ơi. Ok, trên này nữa, đây nè. Tảng đá. Tôi vừa thấy nữa mà, sau tảng đá này, đúng như vậy. Quên đậu xanh Dũng ơi. Cover cái Dũng ơi. Xong. Leo. Bắn đi đó anh em ạ. Ngon này anh em ạ. Liệu chóa này. Cảm ơn thôi các bạn ơi. Có 1, 10 kill. À đâu, có 7 kill thôi. Mời bắt xem kẹo hơi nhầm xíu. Đâu giờ 10 kill đây, thấy chưa? Tôi có 7 thôi à. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.